Xin chào các bác, hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác làm cái chia sẻ các bác làm cái món chẩu chuộc chiên với cả nước mắm với cả hạt tiêu ăn với cả lá xoài xanh nha các bác nhé, xoài lon đấy các bác. Đây là chẩu chuộc đầu mùa đây các bác này, nhìn béo không? Đấy, em hôm nay em qua đêm qua mấy anh em đi bắt được chỗ này được hơn cân. Đây, em bắt đầu em vừa cho nước mắm rồi, em ướp được khoảng lửa tiếng các bác nhá, các bác cho lửa tiếng thì sau đó các bác cho ít nữa một ít hạt tiêu vào để cho nó ngấm hạt tiêu nữa, cái hạt tiêu thì các bác ướp để trong khoảng 5 phút nữa là ngấm hết vào. Hạt tiêu thì các bác lấy cái kiểu cái những cái hạt tiêu xay mà dạng to to tí nhé, đừng nhỏ quá, to to thì tí nữa các bác chiên ngấm mà các bác ăn cắn vào thì hạt tiêu ăn rất là thơm. Em được ăn được cay thì em cho nhiều nhiều một chút, các bác là ăn được cay các bác cho ít thôi các bác nhé. Đấy, sợ các bác đảo lên cho em đảo cho đều lên thì nó ngấm lúc cả ra hạt tiêu nữa, nước mắm này các bác ngấm rồi, sau đó các bác cho em mà các bác ướp thêm cho em khoảng tầm 5 phút nữa hạt tiêu ngấm vào nữa thì bắt đầu mình cho vào chảo mình chiên các bác nhé. Đây, trong khi chờ cái con chấu chuộc nó ngấm cái nước mắm và hạt tiêu thì em sẽ trong thời gian này em sẽ chuẩn bị một cái lô một cái bát nước chấm nha các bác nhá. Nước chấm chấu chuộc chiên này thì rất đơn giản thôi. Bác giã cho em một ít tỏi ta cho nó rất cho nó thơm các bác nhá. Sau đó các bác cho em một ít nước mắm. Cho em nước mắm. Sau đó các bác cho em một thìa đường thì chấm cho nó dịu. Sau đó các bác cho em tương ớt nhá, tương ớt này em tự xay, phải tương ớt tự xay ăn nó mới thơm, ăn nó có vị hăng của ớt, chứ tương ớt mua thì ăn nó sẽ không thơm đâu ạ. Sau đó các bác trộn đều lên cho em nhé, khuấy đều lên, lên lên, khuấy đều lên để cho đường nước mắm tỏi tương ớt nó quyện đều rất là thơm. Một tí nữa các bác chấm vào ăn nó sẽ đậm và thơm. Ok, rất đơn giản, đã xong một cái bát nước chấm để chấm chấu chuộc chiên. Ok, bây giờ em sẽ cho chấu vào chiên luôn, cho ngấm gia vị rồi các bác nhé. Đây các bác chiên, các bác cho dầu cho em nhiều dầu một chút các bác nhé. Các bác đun cho dầu nó sôi thì các bác mới thả chấu vào các bác chiên nhé. Đây, thử đũa và sôi. Đấy, mỡ đã sôi ra. Em bắt đầu để ý là mùa chẩu, chẩu đang kêu ấy. Phần nhà em còn một cái ao ấy. Đấy, các bác nghe rõ tiếng chẩu đấy. Rồi bây giờ dầu sôi rồi, bây giờ em cho bắt đầu cho chẩu vào chiên. Các bác lên lưu ý cho em chiên lửa to nhé, lửa to để cho ngấm nhanh và chỗ nó giòn. Em ra luôn cái da chỗ này cũng ăn được, ăn rất là giòn, chiên giòn nữa. Này phải chiên hai mẻ để chảo nhỏ vào. Đây là chỗ này à. Để ta xem chỗ mùa mùa béo quá đâu thịt. Rất là nhiều thịt. Đấy các bác ơi, sau khi em chiên thì chỗ nó chín vàng các bác nhá. Đó là nhìn chỗ chín vàng của săn này này. Nó đưa chiên to lửa cho em để cho chỗ nó chín co vào nhanh và ăn nó giòn. Đấy, em tắt lửa đi nhá các bác nhá, rồi em cho ra đĩa hợp lửa đúng không ạ? Em cho vào đĩa bảy lá xoài chè non ra trước này. Các bác nào không ăn được lá xoài, thích ăn vị lá xoài các bác có thể ăn quần với lá lốt các bác nhá. Đây, em chuẩn bị cả lá xoài và lá lốt này các bác. Đây,
có xem gì, vàng ươm này, chậu chín vàng ươm rất là thơm đấy. Bây giờ em xin thử các bác trước là mời các bác là em thử một con trước các anh nhá. Đây em làm mình là xoài, xoài lon các anh nhá, là xoài lon ăn thì nó hơi chua thôi, ăn nó bùi, rồi là già và ăn nó sơ. Ai à, lòng quá ui trời ngon quá này, đùi này, còn cái đùi này nữa. Đây là lốt nhá các nhá, đây là lốt này, em để sẵn một kia là lốt lon nhá các nhá. Đây không thể thiếu nước chấm. Còn các bác biết cái gì hàng này quan trọng nhất này, quan trọng nhất cho anh em thì mang lên để anh em triển khai này. Rượu mùa chúa các bác nhá, chai rượu mùa chúa này của em ngâm được 3 tháng này các bác này. Em vừa chắc ra thầy các bác xem này, em ngâm ra cái lọ thủy tinh, em chắc ra cái lọ chai nửa lít này cho nó dễ uống, nó là dần dần tiện. Các bác xem này, mùa chúa mới ngâm được 3 tháng lên màu luôn, rất là thơm. Để em rót ra luôn đây này, em làm lửa chén thôi, mời các bác làm lửa chén rồi em quấn vào nhé, thêm miếng lửa đi, quấn cho ăn cho đượm mồm. Chỗ thiếu gì, nhiều chỗ mà nhà trồng được đó. Đây đấy, rồi em quấn là xoài vào. Đó. Rồi em mời các bác chúng một chén trước nhá, mời chén em mời các bác. Bột chúa ngon. Rồi em chấm các bác nhá, các bác thì em chấm này. Các bác nghỉ này em đâu rồi. Các chấm đượm đi cho em đi. Sau sau thì các bác để một tí một lúc một vài giây cho nó ngấm mà. Các bác ăn nhá, em mời các bác nhá. Ngon quá ông ơi. Giòn quá, chỗ chiên giòn rất là ngọt, ăn đấy là xoài lại chấm một cái gia vị vào, chấm nước mắm mà nó dậy mùi thơm cực kỳ ngon quá. Và nghe càng ngọt các bạn, quên sầu luôn. Đây bác nào mà có thời gian các bác làm cái món chấu này, còn mình là xoài lon hoặc là lốt các bác nhá. Quan trọng nhất là cái nước chấm này. Các bác xem lại này, cái phần mà em hướng dẫn các bác pha nước chấm rất là ngon. Thôi em bây phải bê lên cho anh các anh em nhậu rồi, cũng muộn rồi, gần 8 giờ các bạn. Em xin chào các bác nhá.